xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Khi ập vào căn hộ tại khu đô thị cao cấp phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, lực lượng chức năng phát hiện có hai nữ cán bộ công tác trong ngành công an thành phố Hải Phòng đang bài lắc. Thông tin từ công an thành phố Hải Phòng cho biết. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ hành vi tổ chức sử dụng, sử dụng chất cấm trái phép của nhóm đối tượng gồm 12 người tại một căn hộ trong khu đô thị có địa chỉ tại phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng. Cụ thể, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 4 tháng 4, tại khu đô thị này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện triệt phá ổ nhóm đang bay lắc sử dụng chất cấm trái phép. Tại thời điểm đó, lực lượng chức năng phát hiện trong phòng đang có 12 đối tượng, 7 nam và 5 nữ, trong đó có 9 người dương tính với chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 0,13 gram ketamine và một số tăng vật. Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự với 3 đối tượng gồm Nguyễn Thị Thanh Huyền, sinh năm 1986, trú tại nhà số 06-08 Paris, khu đô thị thuộc phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng. Bùi Thị Ngọc Bích sinh năm 1988, trú tại 63 điện Biên phủ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng và Vũ Hoàng Cường sinh năm 1982, trú tại 233 Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, cùng thuộc thành phố Hải Phòng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Điều đáng nói là trong ba đối tượng trên, Bùi Thị Bích Ngọc hiện đang công tác tại phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an thành phố Hải Phòng. Ngoài ra, còn có một nữ cán bộ khác là VA, là cán bộ đang công tác tại Công an quận Dương Kinh. Được biết, căn nhà diễn ra vụ bay lắc là của Tạ Vũ Trờ, sinh năm 1978 ở khu đô thị cao cấp thuộc phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, con một đại gia trong ngành xây dựng của thành phố Cảng. Vợ của Trờ là Nguyễn Thị Thanh Huyền, sinh năm 1986, một trong ba đối tượng bị công an tạm giữ hình sự nói trên. Vụ việc hiện đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật. Mới đây, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang phối hợp với Công an huyện Bù Đăng điều tra làm rõ vụ đánh nhau khi hát karaoke khiến một người tử vong tại thôn Bình Minh, xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng. Theo thông tin ban đầu được biết, chiều ngày 4 tháng 4, ông Lâm Tấn Hải, 45 tuổi, cùng ông Phạm Văn Bảy, 34 tuổi, cùng ngụ huyện Bù Đăng và một số người bạn tổ chức ăn nhậu và hát karaoke Tại nhà ông Ngô Chí Trung, 40 tuổi, thôn Bình Minh, xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng. Trong lúc đang uống bia hát karaoke, giữa ông Hải và bảy xảy ra mâu thuẫn đánh nhau. Bị ông Hải đánh liên tiếp vào người, ông bảy đã dùng một chiếc nồi bằng kim loại đánh liên tiếp vào đầu ông Hải, khiến nạn nhân ngã xuống sân, chảy máu vùng đầu. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do vết thương quá nặng, đến chiều ngày 5 tháng 4, ông Hải tử vong. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Liên quan đến vấn đề các vụ án mạng, ngày 7 tháng 4, tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận cho biết đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, trung cầu khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong sau 4 ngày nhập viện cấp cứu. Theo điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 2 tháng 4, ông LVL 49 tuổi, trú phường Hương Long thành phố Phan Thiết gặp ông NHT 55 tuổi, trú phường Lạc Đạo thành phố Phan Thiết trên đường Ngư Ông thuộc vườn Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, để giải quyết mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, ông Tê đã dùng tay tấn công khiến ông L ngã xuống và được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau 4 ngày nằm viện cấp cứu, ông L tử vong tại bệnh viện. Được biết, ông L là người có bệnh lý nền khá nặng và vụ việc dẫn đến đánh nhau, nghi do mâu thuẫn tình cảm. Vụ việc đang được công an Phan Thiết tiến hành điều tra. Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, sáng ngày 7 tháng 4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 4. Đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của lãnh đạo đảng và nhà nước ta sau khi hai nước ra tuyên bố chung nâng tầm quan hệ. Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác có ý nghĩa hết sức quan trọng, định hướng chiến lược cho quan hệ song phương, cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao và những kết quả đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2022 và chuyến thăm Việt Nam của Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình năm 2023. Với sáu phương hướng hợp tác lớn, đặc biệt là thúc đẩy lòng tin chính trị cao hơn, củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn, góp phần nâng tầm và làm sâu sắc quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc, khẳng định chủ trương xuyên suốt nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là sự lựa chọn chiến lược ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại của Việt Nam. Thời gian qua, hợp tác trên các lĩnh vực nhất là kinh tế thương mại, hai nước phát triển ngày càng thực chất. Kim ngạch xuất khẩu giữa trong năm 2023 đạt 171,9 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc theo tiêu chí quốc gia, đứng sau Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đầu tư của Trung Quốc tại Việt Nam năm 2023 tăng trên 77%, đạt 4,47 tỷ đô la Mỹ với 707 dự án là nhà đầu tư lớn thứ tư tại Việt Nam, hợp tác du lịch từng bước phục hồi, Việt Nam đã đón 1,75 triệu lượt khách Trung Quốc. Hợp tác văn hóa giáo dục, du lịch giao lưu nhân dân, đặc biệt là giao lưu giữa thế hệ trẻ hai nước Việt Nam Trung Quốc ngày càng đi vào thực chất, giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tăng cường tình hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước. Đến nay đã có gần 60 tỉnh thành phố của Việt Nam thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương Trung Quốc chuyến thăm của chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn đại biểu cấp cao nước ta trong bối cảnh quan hệ giữa quốc hội việt nam và nhân đại toàn quốc trung quốc không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp hiện nay chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước khẳng định vai trò rất quan trọng của đối ngoại quốc hội nước ta đối với sự nghiệp phát triển đất nước Mới đây, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp khẩn với các ngành địa phương về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn sau vụ học sinh lớp 5 tử vong ở thành phố Nha Trang. Tại cuộc họp đại diện Sở Y tế Khánh Hòa thông tin về vụ việc, hàng loạt học sinh trường tiểu học Vĩnh Trường và trung học cơ sở Trần Hưng Đạo nhập viện vào sáng ngày mùng 5 tháng 4. Theo đó, 37 học sinh của hai trường này nhập viện điều trị nghi ngộ độc, hiện sức khỏe của các em đã ổn định. Cùng buổi sáng ngày 5 tháng 4, một học sinh lớp 5 sau khi ăn sushi uống nước ngọt khoảng 30 phút thì có biểu hiện muốn nôn, sùi bọt mép. Em đã được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngoại viện. Nguyên nhân tử vong đang được điều tra. Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết hiện cơ quan chức năng đã tiến hành giải phẫu tử thi học sinh tử vong để tìm nguyên nhân và sẽ có thông tin sớm nhất đến các cơ quan báo chí khi có kết quả. Sau sự việc, Trung tâm Y tế Nha Trang đã tiến hành lấy mẫu thức ăn, nước uống của các hộ xung quanh địa điểm trường được cho là liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm để gửi Viện Pasteur Nha Trang kiểm nghiệm tìm nguyên nhân. Trước đó không lâu, 10 học sinh ở Nha Trang cũng nhập viện nghi ăn cơm gà trước cổng trường. Trường hợp khác hồi giữa tháng 3 có 369 người bị ngộ độc sau khi ăn cơm gà tại tiệm cơm gà Trâm Anh, thành phố Nha Trang. Nguyên nhân ngộ độc được cho là các món gà sốt trứng dưa chua lây nhiễm chéo các vi khuẩn Salmonella, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, mẫu nước giếng tại quán ăn này ghi nhận có vi khuẩn. Hay như trước đó năm 2022, hơn 660 học sinh một trường học nhập viện sau bữa cơm trưa, trong đó một học sinh tử vong, nguyên nhân ngộ độc do vi khuẩn Salmonella từ món cánh gà. Tại cuộc họp ông Nguyễn Tấn Trung, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Khánh Hòa cho biết, qua kiểm tra có hơn 20 tài khoản mạng xã hội đăng thông tin về vụ việc trên, trong đó có 6 trường hợp đăng thông tin không đúng sự thật, Sở đang phối hợp với cơ quan công an để mời các trường hợp này lên làm rõ xử lý theo quy định. Theo Thượng tá Nguyễn Thị Minh Thảo, Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa, qua công tác điều tra các vụ ngộ độc thực phẩm vừa qua, thị trường Ice Cool Nha Trang và quán cơm gà châm Anh đều dùng nước giếng ngầm để rửa thức ăn nhằm tiết kiệm chi phí. Nguồn nước này được xác định đều nhiễm khuẩn. Mặt khác, thời gian qua cũng phát hiện rất nhiều nguồn thực phẩm là gà không có nguồn gốc xuất xứ, giá cũng rất rẻ. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Đinh Văn Thiệu, đề nghị các ngành địa phương cần tăng cường công tác thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thịt gà là một trong những nguyên nhân chủ đạo gây ngộ độc thực phẩm vừa qua, ông đề nghị các sở ngành nhanh chóng thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh. Các đoàn phải thực hiện kiểm tra tất cả các thực phẩm trong đó tập trung các cơ sở giết mổ kinh doanh thực phẩm từ gà.